Phương Nguyên và Minh Đức xin kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung nào đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ biểu dương cán bộ đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2024. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế tại quận Thốt Nốt. Sạt lở, sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra đến mức đáng báo động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều hôm qua, ông Nguyễn Giang Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đã có buổi tiếp đoàn công tác của tỉnh Niigata, Nhật Bản đến chào xã giao. Ông Hanazumi Hideo, Thống đốc tỉnh Niigata cho biết rất vui mừng khi được lãnh đạo thành phố Cần Thơ đón tiếp trọng thị. Ông cùng đoàn công tác nhận thấy Cần Thơ rất phát triển, xứng tầm là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, tỉnh sẽ nghiên cứu để tiến tới trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Giang Hiếu nhấn mạnh đến sự hợp tác lâu dài trong thời gian qua giữa Việt Nam và Nhật Bản. Điển hình như chiếc cầu Cần Thơ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng đất chín rồng. Cần Thơ hiện đã thu hút được một vài doanh nhân Nhật Bản đến đầu tư mở nhà máy chế biến thủy sản, gia công giày thể thao. Cần Thơ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ lực là trường Đại học Cần Thơ sẽ đáp ứng được nhu cầu lao động cho tỉnh Niigata. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng có nguồn nông sản dồi dào với nhiều loại trái cây ngon, chất lượng, là trung tâm chế biến lúa gạo và nông thủy sản cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị tỉnh Niigata có những nghiên cứu giới thiệu các doanh nghiệp đến đầu tư vào Cần Thơ. Thưa quý vị, những thành tích đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thời gian vừa qua là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó không thể không kể tới sự đóng góp cống hiến của mỗi đoàn viên người lao động. Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương 10 tập thể và 95 cán bộ đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các hoạt động và phong trào năm 2024. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Giang Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Trong thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức viên chức người lao động, các cấp công đoàn thành phố còn phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ đoàn viên công đoàn, qua đó xuất hiện nhiều gương sáng tạo trong công tác học tập và lao động. Đây chính là những hạt nhân góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập công đoàn, đã được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức, kịp thời động viên, khích lệ những cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn có những thành tích đặc biệt tiêu biểu trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu cống hiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân luôn bám sát chủ trương của Đảng và thực tiễn cuộc sống. Công đoàn các cấp, đặc biệt là Liên đoàn Lao động thành phố, luôn tìm tòi đổi mới sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Phong trào thi đua của các cấp công đoàn đã được đổi mới và từng bước chuyển biến tích cực cả về nội dung lẫn hình thức, đi vào thực chất chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực. Mỗi đoàn viên người lao động tiêu biểu dự hội nghị hôm nay, tuy mỗi người, mỗi lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng đều thể hiện sự nhiệt quyết, cháy bỏng và trách nhiệm của mình đối với công việc. Và khi mà ứng dụng những cái nghiên cứu này vô được doanh nghiệp đó, thì cái giá thành của nó so với những cái công nghệ mà chúng ta mua hoặc nhập trực tiếp từ nước ngoài, giá thành nó phải hạ. Và khi mà chúng tôi đem ứng dụng ra thì không đòi hỏi cái trình độ mà tay nghề của cái người vận hành cao quá, như vậy nó mới phù hợp và có thể ứng dụng được vô doanh nghiệp. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã xét chọn 10 tập thể điển hình, 95 gương cán bộ công đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu trên các cái lĩnh vực đời sống, việc làm, cũng như có nhiều sáng kiến trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục chăm lo tốt hơn để đoàn viên người lao động an tâm công tác, phát huy năng lực, cống hiến tài năng trí tuệ của mình, đóng góp nhiều hơn cho đơn vị, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo một số cơ quan, lãnh đạo quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt đến khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế tại quận Thốt Nốt. Đoàn đến tham quan hợp tác xã New Green Farm, phường Tân Hưng. Đây là hợp tác xã hoạt động ngành nghề là sản xuất đất đá sạch, giá thể cây trồng từ chất thải hữu cơ như rơm, phân động vật, bán buôn đất sạch, giá thể cây trồng, trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, trồng cây ăn trái. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm, hoạt động dịch vụ trồng trọt, xử lý hạt giống để nhân giống. Không chỉ sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hợp tác xã còn đang mở hướng phát triển sản xuất phân bón hữu cơ dạng viên thay cho phân bột hiện có. Do đó, hợp tác xã rất cần nguồn lực hỗ trợ tiếp cận các nguồn ưu đãi để xây dựng nhà xưởng, trang bị máy móc hiện đại để sản xuất phân hữu cơ dạng viên đáp ứng xu thế sản xuất nông nghiệp hiện đại. Cũng trong sáng nay, đoàn đến tham quan cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP của quận Thốt Nốt. Theo thống kê, đến nay trên địa bàn quận Thốt Nốt có 31 sản phẩm được thành phố đánh giá đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 17 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 14 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Sau đó, đoàn đến tham quan mô hình nuôi cá chạch lấu, khu vực Tân Thạnh 2, phường Trung Kiên. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu động viên biểu dương tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm của bà con trong phát huy lợi thế địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh để làm giàu chính đáng cho gia đình, tạo việc làm ổn định cho lao động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Thưa quý vị, từ đầu tháng 8 đến nay, có ít nhất 7 ngân hàng nâng lãi suất tiền gửi. Gần 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 7, đưa mức cao nhất hệ thống lên 6,2% một năm. Xu hướng tăng lãi suất đã tiếp tục diễn ra trong tháng 8 và được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tháng cuối năm. Theo phân tích của các chuyên gia, việc lãi suất huy động tiết kiệm tăng mạnh trở lại có nguyên nhân từ việc tiền gửi của người dân và doanh nghiệp sụt giảm trong những tháng đầu năm, đi cùng tăng trưởng tín dụng hồi phục khiến nhiều nhà băng phải tăng lãi suất huy động nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn. Nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024, chiều nay đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm chúc mừng các tăng ni Phật tử tại chùa Quan Âm, tỉnh Sáng Ngọc Liên, quận Ninh Kiều và chùa Liên Trì, quận Bình Thủy. Tại các nơi đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoạt động Phật sự, đời sống tu học của tăng ni và đồng bào Phật tử. Đồng thời trân trọng gửi lời chúc đến các tăng ni, đồng bào Phật tử đón một mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu, sức khỏe, an lạc, thành tựu tốt đẹp. Bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cấp vị chức sắc, cũng khẳng định sẽ tích cực tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cũng đã dâng hương tưởng niệm ni trưởng Thích Nữ Ngoạc Liên, bậc chân tu có nhiều đóng góp trong hoạt động cách mạng khu vực Sài Gòn Gia Định và sự nghiệp kiến thiết đất nước. Trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam Việt Nam và ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ kết hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các quận huyện trên địa bàn thành phố tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Sáng nay 6 tháng 8 tại huyện Phong Điền, bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã chia sẻ những nỗi đau mà các nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu, đồng thời khẳng định chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là việc làm từ thiện nhân đạo, mà trước hết là hoạt động đền ơn đáp nghĩa những người đã có công với đất nước, là lương tâm trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố và huyện Phong Điền đã trao 50 phần quà, 11 chiếc xe lăn, 6 suất học bổng, tổng kinh phí trên 70 triệu đồng cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện. Cùng thời gian, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố còn đến dự buổi sinh hoạt mô hình trợ vốn phát triển kinh tế gia đình nạn nhân chất độc da cam và đến thăm gia đình nạn nhân tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, trao 11 phần quà, mỗi phần trị giá 550.000 đồng.
Hiện nay, thành phố Cần Thơ có tổng cộng 4.288 nạn nhân nhiễm chất độc da cam, trong đó có 758 người trực tiếp tham gia kháng chiến và 149 người thuộc thế hệ con cháu bị di nhiễm của những người trực tiếp tham gia kháng chiến. Thưa quý vị, học tập và vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách ngoại giao, đối ngoại nhân dân của Bác Hồ, thêm bạn, bớt thù, đoàn kết nhân dân trong nước gắn liền với đoàn kết nhân dân thế giới vì lợi ích chân chính của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và 21 hội hữu nghị thành viên thời gian qua luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân trên nền tảng ngoại giao cây tre Việt Nam thông qua các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, coi trọng phát triển chiều sâu quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác chiến lược trọng điểm. Chúng tôi cũng đã tổ chức các cái sự kiện ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa nhân cái dịp quốc khánh của các nước cũng như là cái năm hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, thì tất cả các cái hoạt động đối ngoại nhân dân mà do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức thì đều luôn là tăng cường cái tính nhân dân và xã hội hóa thông qua cái việc là đưa cái hoạt động về cơ sở thuộc coi như là huy động đông đảo cái sự tham gia của các cái tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và 21 hội thành viên đã phối hợp tổ chức hơn 200 sự kiện ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa nghệ thuật, giao lưu thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo, diễn đàn du học, các chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, ngày quốc khánh của các quốc gia, cũng như các hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến bạn bè quốc tế. Qua đó củng cố phát huy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác với các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt tăng cường đẩy mạnh các hoạt động giao lưu với các bệnh viện, viện trường, tổ chức phi chính phủ, địa phương kết nghĩa để tranh thủ vận động kêu gọi đầu tư, tập trung nhiều trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, xây dựng cầu đường giao thông và chăm lo các đối tượng yếu thế. Từ 30 năm qua, chúng tôi đã nhận phần đất của nhà nước giao gần 7.000 mét vuông đây, là tất cả xây dựng đều tự lực hết. Cái tự lực thứ nhất là tụi tôi huy động từ chỗ là thành phố sáng đầu, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, cộng đồng người Hoa hải ngoại, kể cả cộng đồng người Hoa các tỉnh ở miền Tây, Nam Bộ mà hình thành cái trường Việt Hoa hiện nay. Nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, giao lưu nhân dân được Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tăng cường. Thông qua đó, chính phủ Nhật Bản ưu tiên hỗ trợ thành phố nhiều chương trình dự án, phi dự án không hoàn lại với tổng trị giá khoảng 2.250 tỷ đồng. Dự án mua sắm trang thiết bị, dụng cụ âm nhạc cho trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ trị giá khoảng 1 tỷ 800 triệu đồng là một điển hình. Qua đó giúp cho nhà trường có thêm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cũng như học tập của sinh viên được tốt hơn. Về phía khoa, có thể thấy là về mặt thiếu thốn nhà cụ, tình trạng trước đây đó thì cũng đã được cải thiện rất nhiều. Tức là về chất lượng giảng dạy của thầy cô cũng được cải thiện, hiệu quả rõ rệt. Đó, về phía học trò thì các em cũng có cơ hội được trải nghiệm cũng như là tiếp cận với những cái nhạc cụ mà mình đang theo học, và các em được cơ hội để luyện tập thường xuyên hơn. Qua đó thì giúp các em tự tin cũng như là có cái bản lĩnh biểu diễn trên sân khấu. Với tinh thần đoàn kết hữu nghị là cầu nối với các tổ chức quốc gia và vùng lãnh thổ, 5 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các hội hữu nghị thành viên đã thực hiện và vận động khoảng 85 chương trình dự án, phi dự án, đồng thời kết nối thẩm định cho các tổ chức phi chính phủ và nhà tài trợ tiềm năng thực hiện thêm các dự án trên địa bàn thành phố, gần 18 triệu đô la Mỹ. Từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ.
tốc độ sạt lở sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra đến mức đáng báo động. Dự báo từ nay tới cuối năm thì tình trạng này sẽ gia tăng khi mùa mưa đang tới. Theo kết quả thống kê gần đây của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đang có 743 điểm sạt lở, gồm bờ sông 686 điểm dài 591 km, bờ biển 57 điểm dài 203 km. Việc sạt lở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều nguyên nhân, đặc biệt là việc khai thác cát dẫn đến hạ thấp đáy sông làm thay đổi dòng chảy, trong khi lượng cát bị lấy đi lớn, nhưng lượng phù sa bùn cát từ thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm, càng khiến tình trạng sụt lún sạt lở xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo đó, trước đây lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu Long 150 đến 160 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, qua các nghiên cứu cho thấy lượng phù sa hiện tại chỉ còn 25 đến 35% so với trước đây và trong tương lai có thể tiếp tục giảm còn dưới 10% khi các đập thủy điện trên dòng chính và dòng nhánh được xây dựng. Bên cạnh đó, vấn đề phát triển hạ tầng ven sông, khai thác nước ngầm, phương tiện giao thông thủy di chuyển cũng là các yếu tố khiến sạt lở bờ sông thêm trầm trọng. Từ nay đến cuối năm, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bước vào cao điểm mùa mưa lũ, cũng là mùa cao điểm sạt lở. Năm nay, dưới tác động của hiện tượng khí quyển đại dương chuyển từ pha El Nino sang La Nina, nên thời tiết sẽ mưa nhiều. Tổng lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 11 phổ biến ở mức cao hơn từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trời mưa nhiều, đất càng bở rời, kết dính kém, cộng với lũ về, dòng chảy trên các sông tăng cao, chảy mạnh sẽ khiến tình trạng sụt lún sạt lở đất gia tăng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong những tháng cuối năm nay. Bước vào mùa mưa bão, việc lưu thông trên các tuyến sông gặp nhiều khó khăn hơn. Công tác kiểm tra đối với các hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên sông đã được các ngành chức năng trong thành phố triển khai. Tổ chức các đoàn kiểm tra giao thông đường thủy để kiểm tra đồng loạt các bến đò, bến tàu, bến thủy nội địa, vận chuyển bốc xếp hàng hóa. Đó là công việc trọng tâm mà các ngành chức năng trong thành phố đang tập trung thực hiện để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, vận chuyển hành khách, hàng hóa trong mùa mưa bão như hiện nay. Tuyên truyền cho các cái chủ cảng thủy nội địa hành khách, bến tàu khách, bến khách ngang sông, cũng như là các tổ chức cá nhân doanh nghiệp có tham gia hoạt động giao thông đường thủy nội địa, tăng cường các tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là vi phạm về quá vạch dấu mực nước an toàn, chở quá số người quy định. Đồng thời là đình chỉ ngay hoạt động của các cái bến thủy nội địa cũng như là cảng thủy nội địa hoạt động không phép. Đợt kiểm tra này, ngành chức năng chia làm nhiều tổ để kiểm tra theo các chuyên đề, lĩnh vực. Trong đó, tập trung các phương tiện vận chuyển khách du lịch, các bến đò vận chuyển khách vượt sông Hậu và các chủ lồng bè cá trên sông, kết hợp kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển cát, đá, quá tải trọng, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Kiểm tra các phương tiện là tàu nhỏ, xuồng máy đuôi tôm vận chuyển hành khách phải đảm bảo an toàn về là đăng kiểm, chứng chỉ lái phương tiện. Thứ hai là kiểm tra về các là tàu du lịch, các du thuyền phải đảm bảo là trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh cứu đắm và đảm bảo là không chở quá số người quy định. Rồi thuyền trưởng là không được sử dụng rượu bia, chất kích thích, chất có cồn trong quá trình là điều khiển phương tiện. Thành phố Cần Thơ có địa hình sông nước chằng chịt với nhiều tuyến sông do trung ương địa phương quản lý và trên địa bàn có gần 80 bến đò, bến phà cùng các bến thủy thuộc điểm vườn du lịch sinh thái, cặp sông thu hút hàng ngàn du khách tham quan. Bước đầu qua kiểm tra, đa số các chủ bến, chủ phương tiện đều chấp hành các quy định của luật giao thông đường thủy, trang bị đủ phương tiện cứu sinh cứu quả, đăng ký đăng kiểm đầy đủ và đều thực hiện việc giảm tải 10% trong mùa mưa bão. Khi có dòng bão, mưa gió lớn thì ngưng phương tiện, không được đưa hành khách. Chờ dòng bão qua rồi mới được đưa để đảm bảo an toàn cho người dân của bến. Thì bến thì cũng ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho bà con hành khách. Áo phao, rồi phao cứu đắm đó, máy móc an toàn cho khách. Ví dụ như về khách tàu mình đi bao nhiêu khách vậy đó, thì số lượng bao nhiêu khách thì mình trả bao nhiêu khách, thì xuống an toàn cho khách thì mình tàu bè mình phải an toàn. Cùng với các hoạt động kiểm tra xử lý, ngành chức năng còn tuyên truyền đến chủ phương tiện cảnh giác đảm bảo an toàn khi thời tiết có mưa dông, khi lưu thông trên các tuyến sông. Riêng khu vực bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng còn tập trung kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng xuồng máy để vận chuyển du khách. Tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp,
Do đó, chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên sông là hết sức cần thiết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn xảy ra. Xin được liên tục chương trình. Vào chiều nay, tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2024. Tham dự có đại diện Trung tâm Hành chính công thành phố Cần Thơ, đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận huyện trên địa bàn thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố. Các đại biểu được trang bị kiến thức, nắm bắt các công nghệ chuyển đổi số, trao đổi về lợi ích của việc thực hiện tái sử dụng tài liệu điện tử, hướng dẫn nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công thành phố Cần Thơ, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hướng dẫn thực hành trực tiếp việc khai thác sử dụng lại giấy tờ, kết quả điện tử từ kho dữ liệu cá nhân trên Cổng Dịch vụ Công thành phố Cần Thơ, giới thiệu về ứng dụng di động Cần Thơ Smart và những giá trị mang lại, ứng dụng công nghệ số trong điều hành quản lý sản xuất và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, qua đó góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, kỹ thuật công nghệ, máy tính, công nghệ thông tin, sư phạm, nhân văn, sức khỏe là 6 khối ngành ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển cao nhất năm nay. Dần thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn nêu tại họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào ngày hôm qua. Với cơ cấu ngành đối sánh so với năm trước, ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sự lựa chọn của người học có thể thay đổi do được tư vấn kỹ về đặc điểm, cơ hội nghề nghiệp và ngành học. Thông tin thị trường lao động cũng sát nên xu hướng lựa chọn ngành học, chương trình học thể hiện nguyện vọng và tâm lý của các em cho thấy sự tích cực. So sánh với năm 2023, ba lĩnh vực có tỷ lệ nguyện vọng đăng ký tăng mạnh nhất, khối ngành khoa học giáo dục đào tạo giáo viên tăng 85%, tương đương tăng khoảng 200.000 nguyện vọng, dự kiến điểm chuẩn ngành này sẽ tăng. Đồng thời, số liệu trên cho thấy sự quan tâm của các em trong ngành sư phạm nhờ chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí. Đặc biệt, ngành công nghệ cao như ngành vi mạch bán dẫn có số lượng tăng khá. Tổng số nguyện vọng ngành thiết kế vi mạch bán dẫn tăng 30%, nguyện vọng 1 tăng 40%. Điều này cho thấy các thí sinh rất nhạy, nắm bắt xu hướng phát triển các ngành công nghệ cao. Chiều ngày 6 tháng 8, trường Trung cấp Ngoại thương đã tổ chức lễ ra mắt địa điểm đào tạo tại thành phố Cần Thơ và trao giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam liên kết với trường Trung cấp Ngoại thương tại thành phố Cần Thơ. Tham dự có đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện các cơ quan sở, ban ngành và doanh nghiệp các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cơ sở đào tạo trường Trung cấp Ngoại thương thành phố được đặt tại số 138 đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Cơ sở bắt đầu tuyển sinh năm 2024 với hai ngành nghề hệ trung cấp là tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc sắc đẹp, chỉ tiêu 70 học sinh. Trường Trung cấp Ngoại thương được thành lập năm 2014, cơ sở chính đặt tại Hà Nội. Hiện nay, trường đang đào tạo trên 3.000 học sinh hệ đào tạo trung cấp. Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo các trình độ từ sơ cấp đến đại học, sau đại học với nhiều trường trên cả nước, quy mô hơn 10.000 học sinh sinh viên. Dịp này, trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam liên kết với trường Trung cấp Ngoại thương tại thành phố Cần Thơ được trao giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và trường Trung cấp Ngoại thương ký kết hợp tác với các đơn vị chăm sóc sắc đẹp nhằm mục tiêu đào tạo nghề chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc mẹ và bé cho các học viên, học sinh sinh viên. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch họp với các tiểu ban giúp việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải đua thuyền giáng sức thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2024 và biểu diễn đua thuyền canoeing. Giải đua hiện nay có 360 vận động viên của 24 đơn vị thuộc 8 trên 9 quận huyện đăng ký tham dự, đặc biệt có 52 vận động viên đăng ký tự do tham gia tranh tài ở 3 nội dung. Đôi nam có 114 vận động viên, 57 đôi, 67 đôi nữ, 134 vận động viên và 56 đôi nam nữ, 112 vận động viên. Các vận động viên tranh tài tại rạch Khai Luông, đoạn sông từ cầu đi bộ hướng về chợ Cái Khế thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại cuộc họp, các đơn vị phối hợp lưu ý, ban tổ chức yêu cầu các vận động viên chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy trong tập luyện và thi đấu, chú trọng công tác thi công đường đua đảm bảo yêu cầu chuyên môn. Các tiểu ban tăng cường công tác tuyên truyền, huy động các cá nhân đơn vị đăng ký tham gia thi đấu, tạo không khí phấn khởi trong thời gian diễn ra giải vào ngày 11 tháng 8 tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.